Trang Trần mắng vợ Xuân Bắc xối xả vì đau bới quá khứ, khẳng định nể chồng nhưng khinh vợ. Những ngày qua, Trang Trần trở thành cái tên được nhiều khán giả quan tâm khi vướng vào lùm xùm với bà Phương Hằng. Vụ việc càng đẩy lên cao khi vợ Xuân Bắc, chị Nguyễn Hồng Nhung, đăng đàn bày tỏ ủng hộ bà Hằng và tuyên bố đòi tán Trang Trần vì mối thù năm xưa. Trước những lời thách thức, Trang Trần liền tiên chiến đánh tay đôi, còn vợ Xuân Bắc thì lại mỉa mai cựu người mẫu với hành động share lại đường link Trang Trần từng bị cảnh sát bắt do say xỉn rồi đánh nhau với cảnh sát. Trước việc bị đau bới quá khứ, chiều tối ngày 4 tháng 5, Trang Trần liền đăng đàn đáp trả vợ Xuân Bắc với những lời lẽ cực gắt. Mày cãi nhau với tao là mày ngu rồi, mày học đại học, học diễn viên hệ cao hơn tao, mà mày ngu hơn tao. Mày chửi với tao không lại đâu, mày sinh ra trong một gia đình cha mẹ tử tế đàng hoàng, chú bác mày cũng tử tế đàng hoàng mà mày ngu. Câu chuyện của tao, cả Việt Nam ai cũng biết, có ai là gì mặt tao, mày đăng lại làm gì? Chưa dừng lại ở đó, Trang Trần còn thách thức đánh tay đôi với vợ Xuân Bắc, đồng thời đặt câu hỏi lý do vì sao lại bên bà Phương Hằng để đạt mục đích gì. Mày chọc máu điên tao chi vậy con ngu, mày giỏi mày ra đánh nhau với tao nè, mày kêu mày muốn gặp tao mày tán tao, mày thích xanh chín thì hẹn cái lịch đánh tay đôi, mày đừng làm ảnh hưởng đến chồng mày, tao không chớp, tao nhịn mày suốt thời gian qua rồi. Tao không phải sợ mày đâu, ở đời sinh ra một con ngu làm mệt mỏi cho cả một gia đình. Mày chửi tao, mày nịnh bà Hằng, mày được cái gì? Mày thấy fan của tao vào chửi mày, mày thấy mày ngu không? Mày phải giữ thể diện cho chồng mày, đó mới là con đàn bà khôn. Tao nể chồng mày bao nhiêu, tao khinh bỉ mày bấy nhiêu, mày là một con ngu. Có một ngày, thằng chồng mày nó không chịu nổi tính ngu si của mày, nó bỏ mày thì tội con mày thôi. Trang Trần cũng cho biết cô có thể bỏ 400 triệu đồng để xóa những hình ảnh tiếp năm xưa như một nữ diễn viên từng lột clip nóng nhưng không tiện nói tên. Tuy nhiên vì cho rằng đó như một bài học nên không làm. Bạn đừng bao giờ lôi cuốn mấy trò tiểu nhân bảo vệ ngu ngốc. Nghĩ gì mà mày lấy cái liên kết tàu ở trên công an. Tao mà sợ thì xin lỗi mày, 400 triệu, xóa sạch trên Google, trên YouTube. Nhưng tao không xóa vì tao coi đó như vấp ngã. Tao coi những sai sót là bài học để làm cảnh tỉnh. Đó là lỗi của tao không kiểm tra chuyện ăn uống. Có giá để xóa clip và hình ảnh mày không cần hỏi chồng mày mà xem. Cái chuyện tao nói chấp nhận, tao phải trả giá bằng 3 năm án treo không được xuất cảnh khỏi Việt Nam. Nhưng sau cái giá đó, tao tu tâm dự tính, tập trung làm ăn. Hiện tại, vợ Xuân Bắc vẫn chưa lên tiếng trước việc Trang Trần làm clip thẳng thắn gọi tên. Trước việc bị bà Hằng cảnh cáo, Trang Trần cũng đã có động thái xoa dịu khi cách đây ít ngày, cựu người mẫu đã đăng đàn trên kênh YouTube của mình dòng trạng thái. Em ân hận vì cũng góp phần làm họ suy giảm sức khỏe, thành tâm sám hối và vẫn mong như ban đầu mọi chuyện ra ánh sáng. Có như thế nào thì mọi chuyện về ông Yên cũng cần sáng tỏ. Thế nhưng mới đây trên fanpage Kiến Lửa, tên con gái của mình, Trang Trần lại có động thái khác hẳn. Cụ thể, cô viết, đi du lịch cả tuần về, chị gái hạt xoàn của em đã đòi tiền được chưa? Hôm nay đến lượt ai bị trảm, mà em nghe nói có chị hai lúa nào thế cả nhà, em lục thông tin cần cập nhật. Chưa dừng lại ở đó, khi một cư dân mạng bày tỏ rằng Trang Trần nên hoan hỷ để sự việc bớt căng thẳng, cựu người mẫu bất ngờ đáp trả. Ai làm gì mà hoan hỷ? Hoan hỷ để tỷ leo lên đầu ngồi à? Khiến nhiều người bất ngờ vì tưởng rằng Trang Trần đã chấp nhận im lặng để mọi chuyện được lắng xuống nhưng hóa ra vẫn còn khá cay sau vụ việc. Hiện tại, khán giả khá quan tâm vụ việc bà Phương Hằng đấu tố với ông Võ Hoàng Yên cũng như một vài nghệ sĩ từng có liên quan đến vị lương y này. Liệu rằng bà Hằng sẽ sớm có phản hồi sau khi bị Trang Trần tiếp tục đăng đàn mỉa mai hay phớt lờ câu chuyện để tập trung đấu tố những nhân vật chủ chốt hơn?